Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái gia tài đồ sộ của mình. Mặc dù là mình ở trọ nhưng mà mình cũng bon chen với người ta là mình trồng hoa. Đây. Sứ này là sứ ghép. Ghép ha. Hai cây. Ba cây. Bốn cây. 5 cây. Một cái cây nhân như bà già nè. Nhân như bà già đó, nhớ không? Như bà già đó. Rồi mình mới vô chậu nữa. Rồi 6 cây. Rồi đây 1 cây nữa. 7 cây. Cái cây này là nói là vàng kim, gọi là kim anh á. Màu vàng nhưng mà tự nhiên cái hoa ra màu đỏ nữa, không biết sao đây. Nó mua bị lầm. Cây này mua còn mắc hơn cái cây bên đây nữa. Tại nó màu vàng mình mua, ai ngờ đâu ra màu đỏ. Cũng biết. Bao nhiêu rồi? 7 cây đúng không? Đây 1 cây nữa. Đây màu trắng. 8 cây. Đây cây mua hôm trước 450. Hình như là tấn hỷ. Nguyên thủy luôn. Được đây 3 chậu. 3 chậu kỳ duyên. Rồi xong đây là sứ gieo hạt. Cây mập không? Mập luôn á. Được sứ gieo hạt thì được 2, 4, 6, 8, 10, 10 mấy chậu luôn. 10 mấy cây. 10 mấy cây con. Đây là công trình vĩ đại của mình nè. Thấy ghê không? Thì nhìn kiếm không? Được 20 cây nhỏ. Hôm trước mình cắt cắt bị sai lầm. Tại thấy người ta giữ luôn cái nhánh á. Cái nhánh nguyên thủy của nó người ta làm đẹp. Tự nhiên mình cắt bây giờ muốn cho nó có lại không được. Còn tại sao mình là gọi là sen đá nhưng mà mình lại trồng sứ? Vì sen đá của mình tiêu hết trơn rồi, bị mấy con ống sên ăn không còn một cọng luôn. Nè, tới cái cây lăng quệ nè, nó ăn cũng cùi luôn, nên bây giờ mình chuyển sang trồng sứ hết trơn. Xin lỗi nha, chữ sen đá để cho vui thôi, chứ thật sự là bây giờ cũng có ý định trồng lại nữa, nhưng mà để qua mùa mưa đó nè. Mùa này ốc sên quá, ốc sên này nó ăn cùi hết rồi. Với lại mình ở trọ nên không có cái điều kiện đi di dời đó các bạn. Thấy hoa đẹp không? Hôm nay mình tưới phân các bạn. Tưới phân với lại giới thiệu giúp. Đây, mình tưới bằng cái này. Đây là bí quyết của nhà vườn nè các bạn. Họ dùng thuốc này, họ tưới nè. Công dụng của nó là mập rễ, hạn chế xoắn lá ra chồi và hạn chế thối rễ. Đây là cái bí quyết. Họ lột nhãn mát hết trơn không? Cái mùi của nó giống như mùi phân dơ vậy đó. Nhìn rất là kinh. Đây. Rồi thằng cái bạn bằng son á, tên Son chứ không phải tên Sơn. Tôi thấy chằng son rồi. Thì nói mình là pha cái này là 1 ml trên 1 lít nước, cộng thêm cái liều lượng của M3M, N3M nữa. Để mà tưới 1 tuần tưới 1 lần. Nè, 7 đến 10 ngày tưới 1 lần. Thì cái này Son nó có bán nữa. Mọi người khi nào mà mua sứ của Son thì nhớ mua thêm chai này nữa để khỏi tốn phí vận chuyển thêm nha các bạn. Nhìn mình tưới đây. Mình tưới thử coi. Bây giờ 1 ml thì bao nhiêu cái xô này. Xô này nửa xô.
dùng cái thứ 1ml thì nó đậm đặc lắm đó. Rồi mình cho thêm chút N3M nữa. Đây, này một muỗng, một cái này là nó liều lượng của nó là 20g trên 10 lít nước, thì ra tính ra là cũng 2g rồi. Thì cái muỗng này là muỗng mà nếu mấy người trồng lan á, thì người ta cái muỗng xét như là 1g này. Thì mình cho rồi, ok vậy ha, vậy là mình tưới thôi. Hôm trước mình trồng sen đá rồi, sen đá nó chết hết trơn rồi, giờ phải chuyển sang trồng sứ, tại vì trồng sứ thì mấy cái con ốc sên ăn cũng được. Mấy cái cây này khỏi tưới đi, họ mới đem vườn về mình tưới mấy cái cây của mình thôi. Đẩy kích thích nó ra rễ kìa, nó sống nổi không. Này cái khổ, ở trọ mà còn bày đặt bon chen nữa. Vài bữa nữa cái phần đất này người ta cắt nhà lên không biết di cư đi đâu luôn. Chạy cuộc đời mà tới đâu chơi tới đó, tứ hoa hồng luôn. Mình được 3 cây hoa hồng, 4 cây hoa hồng. Có cây này là mình ghiền nhất nè, đẹp à ơi luôn. Cái này chắc giờ bữa gỡ về quê quá, không để ở đây nữa. Dùng thứ khi mà có rồi cái đồ nó sẽ mất bạn, thiệt luôn. Không có thì không giữ, nhưng mà có rồi cái đồ bắt đầu nảy sinh tâm lý giữ liền, nên là mình rất sợ nó mất. Tưới cho mấy thằng con này, mấy thằng con này dễ cưng lắm. Mấy thằng nhỏ là nó cùng thời hạn luôn á, mấy nhỏ này nè là cùng thời luôn á, nhưng mà như mình trồng sai chỗ á, mình trồng chung rồi xong rồi để bị con chó con gà nó vô nó bư, ảnh chóc gốc miết mà ảnh vẫn duy trì sức sống, nó cố gắng phấn đấu vượt lên hoàn cảnh nên là nó vẫn còn ok các bạn. Im. Đó, vậy đó. Này mình tưới cái này. Xong rồi, từng tưới một lần thôi, chủ nhật thứ bảy đem ra tưới xào xào chơi cho vui. Làm giống như là mình bận rộn dữ lắm vậy đó. Nha. Rồi, đó là thuốc này nè, mọi người có gì dùng nha. Đây là lần đầu tiên mình dùng luôn á, nhưng mà Sơn nó giới thiệu cho mình, mình dùng thử, tại từ có duyên với cái cảm giác tin tưởng cái kênh này nên là dùng thôi. Thật sự ra mình ghét mấy cái cây sứ ghép này lắm, mình không thích, tại nhìn nó giả giả các bạn, thà là để cũ này luôn mà nguyên thủy của nó luôn, có sao chơi vậy, như vậy chứ ghép vô nhìn giả lắm. Cái bo nó phát triển không có mạnh, nhìn cái cây nó không có tự nhiên, nhìn nó kỳ kỳ, nó không im. Với lại nhà vườn họ trồng nhiều á, họ trồng cái kiểu thương mại á, nên là đa phần là cắt ngang mà nó không có dáng gì chứ. Ví dụ như giờ bạn muốn tạo lại là tạo dáng lại cũng khó nữa, với lại mình không có kỹ thuật á. Nên giờ nếu mình cắt mắt đi thì nó này
không đẹp, nhiều lúc cũng thấy tiếc. Giờ để chơi thời gian này mà không thấy không được thì mình cắt hết. Mình tạo theo cái trí tưởng tượng của mình. Ơi, cuối tuần nói chuyện tào lao với các bạn chơi, coi đừng ném đá nha. Mình có được nhiêu cây thì mình giới thiệu các bạn thôi, chỉ có thật sự ngồi đây mà tôi lý của mình cái cây này không, nhìn màu nó ghiền. Em mua 5 cây này hơi thất vọng tí là nó không có cái màu vàng kim, màu kim anh á, cái màu vàng mà cây kim anh nó nhìn rất là đẹp, nó vừa vàng mà nó vừa hồng á, nó điểm xuyến mà nhìn im lắm. Bây giờ quyết tâm đi tìm mua cây đó mà được. Rồi, xin chào các bạn nha, chúc các bạn ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nè. Nó đó, chính hắn đó, hắn là thủ phạm làm cho mình te tua hết mấy cái chậu này nè. Về bữa nào cũng quay quần bên cái chân hết á, nhưng mà làm chuyện ác ôn không mà. Bye bye.